Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã đến với cả cái ván đấu quyết định rồi, và chúng ta đã tích được gọi là 13.700 tiền rồi mọi người ạ. Quá đấy. Ba thằng nữa đúng không? Một thằng này, thằng nữa đâu? Thằng hai thằng nữa đâu? Nào, thằng này a à, ra 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 mày lấy đây. A à, mày chích à? Mày chích thuốc, ai cho mày chích thuốc hả? Con lợn này, vớ va vẫn dám chích thuốc mà. Dám chích thuốc mà đây, một thằng nữa rồi. Thằng cuối cùng đằng sau à? Mày đây, mày lòi mặt mày. Mày nào, mày đây. Mày. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ khi mà xem clip của mình. Và ok các bạn ạ, ở cái video này thì mình sẽ chôn đồng đội theo kiểu đấy là tích tiền em ạ. Thì mình sẽ giải thích luôn. Thì có nghĩa là mình sẽ gần như là không có một, gần như là mình sẽ không có đồ và chỉ dùng tay không để có thể là tiết kiệm tiền và mua mì tôm anh em nhá. Thôi nó trêu như vui như vậy thôi, chứ tôi làm gì kèo đến mức đấy đâu. Và tất nhiên ấy là thi thoảng thì mình sẽ mua một ít đồ như kiểu là bom keo hoặc là lựu đạn một xíu này để làm sao để có thể là chôn cái địch. Sau đấy là đấy cái trận quyết định ấy thì chúng ta sẽ mua những cái trang bị tối tân nhất có thể để có thể là lật kèo các bạn nhá. Đấy, phải làm cho cái địch có cảm giác đấy là lên voi xuống chó thì lúc đấy là mới cú nó mới cay chứ mọi người, đúng không? Và tất nhiên là nếu các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Ok, và lần này thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là chơi ở trên chế độ tự chiến như bình thường thôi. Và mình cảm giác là những cái người đồng đội của mình ấy thì không khác gì là những con bot danh đồng thôi em ạ. Đấy, nhưng mà chúng ta không thể làm mà gọi là đánh giá với quần sự, gọi là đánh giá một cái quyển sách qua một cái trang bìa được đúng không anh em? Mặc dù là đôi khi là những cái người đồng đội của mình trông mặc giống những con bot và di chuyển những cái thao tác di chuyển nó trông nó hơi ngu một tí, nhưng mà biết đâu tí nó lại là cái người gánh mình trong cái trận đấu này làm sao đúng không mọi người? Biết đâu bất ngờ đúng không? Đấy. Và ok các bạn ạ, vậy là ngay từ lúc đầu tiên cái là đã có hai người chiến sĩ của chúng ta đã bị hạ nóc à, đã bị hạ gục, gọi là nằm đất hết mất tiêu rồi. Bây giờ trong cái team của mình ấy là chỉ còn mỗi mình với cả ông kia thôi. Đấy. Và mình thì chơi theo kiểu đấy là tay không bắt giặc rồi. Ông kia thì có được cái giáp 3 này, có được cái khẩu tiểu liên MP5 với khẩu súng trường SCA. Tôi nghĩ là khả năng 90% là ông kia sẽ không sử dụng cái khẩu SCA đâu anh em ạ. Bởi vì mọi người biết sao, kẻ địch thì đang bắt đầu là đang dâng lên rồi, boy đang bé lại. Nào, đấy tôi biết ngay mà. Là quả này nó dâng lên cái là tôi dùng tay không tôi bắt chặt cho mấy ông coi nhá. Gì này, tôi chỉ làm một lần cho mấy ông coi này. Nào, mày ra đây. Tao thấy bây giờ yếu rồi nhá. Thêm lần nữa này, mày ra đây, một thằng nữa nóc rồi. Tiếp đi bạn ơi, đừng để nó đẻ trứng. Đấy đúng rồi, nó phải như thế chứ bạn. Đúng rồi, thằng nữa kia, thằng cuối à. Sục nó thôi, rồi ôi. Như thế này, tôi đấm như thế này một thằng nữa thì tôi cũng đến ông luôn rồi đấy. Ok, vậy chúng ta đã chiến thắng tiếp rồi mọi người ạ. Thì nói chung là hiện tại là team mình đang dẫn trước là 3 trận rồi, chỉ cần thêm một trận nữa chúng ta đã win rồi. Nhưng mà mọi người nghĩ là trận đấu ta nó sẽ tiếp tục đơn giản như vậy á? Không có chuyện đấy đâu mọi người ạ. Bây giờ nhá, mình sẽ gọi là chôn đồng đội một tí. Đấy, mình sẽ tiếp tục là chơi theo cái chiến thuật đấy là không mua đồ. Và mình tin chắc ấy là 90% là trận này thì địch nó sẽ gọi là không, gọi là lơ là, không buông thả đâu. Nên là chúng ta sẽ khá là khó để có thể thắng được cái địch ấy. Thì mọi người có thể thấy là nhờ mua những cái trang bị rẻ và gần như là nó cũng không cần thiết lắm trong cái con game của ta, nên là mình đã tích được 8.200 tiền rồi mọi người ạ. Đâu bạn ơi, đừng làm thế bạn ơi. Trận này tôi có mua có 3 quả ống keo với cả một ít liệu thôi, ủi vãi cả trưởng luôn. Bắn cho mình toe khói luôn mọi người ạ, đúng 18 HP này. Đây dựng bông keo ra. Đấy, cuốn máu cho đầy đã. À khoan, bọn ta bắn nhau đúng không? Thế thì câu liệu thôi chứ có gì á? Câu liệu thôi chứ có gì đó chúng không? Chúng luôn em ạ. Ui giời ơi. Câu một quả mà tận hai thằng nó mất máu này, mất 150 máu này, mà đồng đội tôi cũng méo thắng được nữa thì tôi cũng đến đạ lại đồng đội tôi là bố luôn rồi đấy. Nào, bà đê là mình thể hiện, nào mình thể hiện được quyền này. Mày ra đây. Ok, nằm đất rồi em ơi. Nằm đất rồi. Ui, anh đấm mấy phát vào mông này. Thụi. Ai? Đâu. Cái gì đây? Đồng đội tôi đã mó mét rồi à? Vãi cả trưởng luôn, còn đúng mỗi mình luôn. Vãi cả đấy. Tìm chán lắm mọi người ạ. Rồi, thôi không sao, cứ để chúng nó lật kèo đi. Kể cả chúng nó mà thắng thêm trận này nữa thì lúc đấy là chúng ta mới mua những cái trang bị tối tân nhất, mọi người hiểu không? Chứ bây giờ mua những cái trang bị tối tân nhất mà chúng ta lật kèo thì cứ gọi là sớm quá. Phải cho, như mình đã nói ở ngay đầu video ấy, là phải cho chúng nó có cảm giác đấy là lên voi xuống chó. Đấy, nghĩa là cảm giác chúng nó kiểu sắp thắng hết nơi rồi, sau đấy là bắt đầu là bị mình lật một phát đấy, cay không tả nổi luôn. Mình nghĩ là nếu mà là mình ấy, mình méo là mình chơi tự chiến đấy mọi người ạ. Ok, tiếp nha mọi người. Thì bây giờ hiện tại là chúng ta vẫn sẽ mua những cái trang bị không cần thiết. Và như gần như trận này là mình không mua gì luôn. Đấy, cho nó lành. Đấy, và chúng ta đã tích được gọi là 9.600 tiền rồi mọi người ạ. Gần 10.000, quá khủng khiếp luôn. Nào, tìm kiếm địch nào. Địch đâu rồi? Chúng mày ở đâu thì mau lòi đầu ra nhá. Đừng có để tao động đến. Bây giờ mình sẽ chơi chiến thuật móc lốp. Đấy.
Ô mà đồng đội của mình thế này, thế quái nào mà tận hai thằng nó ở trong nhà kìa, méo thằng nào nó di chuyển luôn. À đây ơi, cơ hội chúng ta đây rồi, ta, các bạn ơi, bên chúng ta dâng lên luôn nhá. Ui có súng này, mình méo thằng nhặt súng luôn, mất chấp luôn em ạ. Đấy, ở đây mình nhặt súng rồi, sau đấy là mình vuốt tầm một phát vào đầu hai thằng này là vỡ mồm luôn, nhưng mà không thích, mình thích đấm tay cơ, đấm tay một thằng nhìn đốc, thì còn lại mày ra đây, đồng đội tôi đâu rồi, đồng đội tôi đâu rồi, thằng này yếu rồi các bạn ơi, các bạn ra về nó đi, về đâu đi, nó yếu rồi, cứ để cái đậu. Địt mẹ mày nó cay vãi rồi. Xanh, đồng đội tôi đâu mẹ nó hết rồi, nó làm hết rồi thế này mà không chơi nữa thì thôi luôn này. Đây, đúng rồi, gạt được một thằng rồi đấy, thằng còn lại kìa. Ui dồi ôi, thằng này bắn không các gì con bot luôn đúng không ạ? Anh em ạ, đúng rồi, mấy cái thằng danh đồng này chơi mệt vãi chửi cả luôn đấy. Khả năng cao là tôi nghĩ là mấy ông này kiểu là trước đấy là kiểu hack nhiều quá, thế là bị mất đích rồi mọi người ạ. Ông kia đang trích thuốc, này thì trích thuốc nè, đứng giữa cái địa bàn của địch mà dám trích thuốc là tội nên đạo ảo luôn rồi. Thôi xong, trận này thua chắc rồi. Đấy, tôi biết ngay về tôi lạ cái gì đâu. Mấy thằng này mà không có tôi, cái không có cái tay phản đất lực cái, nó thắng tới quái là được đúng không? Ok, vậy là bên chúng ta đã đến với cả cái ván đấu quyết định rồi, và chúng ta đã tích được gọi là 13.700 tiền rồi mọi người ạ. Quá là nhiều luôn, thì bây giờ chúng ta sẽ mua những cái trang bị tối tần nhất ở trong cái ván đấu này luôn để có thể là kèo được mọi người nhá. Đấy, mình sẽ mua được MP10 này, 3 quả bóng kèo, 2 quả liệu. Đấy, mua thêm một trang bị đấm nữa, quá là đầy đủ luôn. Mình nghĩ là chỉ với cái khẩu tiểu liên MP10 này là cũng đã thừa để cho cái team mình gọi là thừa sức thắng rồi mọi người ạ. Không cần phải nhiều đồ đâu. Đấy, đối với mình là MP10 là cái trang bị tối tần nhất rồi. À, từ từ nhá, bởi vì cái khẩu tiểu liên MP10 chúng ta thì không thể nào mà bắn được tầm xa được, nên chúng ta sẽ ở cái vị trí ở trên cao này chờ đợi thời cơ thôi mọi người ạ. Nào ra đây, anh em thấy cái thằng gốc cây ạ. Đây bắt đầu à, đấy lại chùi gốc cây cay. Anh thử cầm lục UFP bắn xa nhá. Mình nghĩ là tôi béo tốn máu chúng nó đâu em ạ, nhưng mà cứ gánh cho nó vui thôi. Trận này chơi vui, ui vãi trưởng luôn, ba máu luôn em ạ, vãi cái trưởng luôn. UFP mà tầm xa cái gọi là siêu trâu siêu khỏe này thì thằng nào mà nó chẳng muốn sử dụng đúng không anh em? Nào, ra tiếp đi bạn đây, ra tiếp đi bạn đeo đi. Ô mà thế quá lao, đồng đội tôi muốn móm mất một thằng rồi, em thấy kiểu tôi chơi trôn quá thì bị ao sau đấy là áo cao luôn à. Ui rồi, thôi xong rồi, một ông nữa nóc rồi, đội bạn thì vẫn còn nguyên 4 thằng luôn, ông số 3 thì còn đúng nửa cây vãi cả đai luôn. Nào, chạy à, nào, chạy đây bạn ơi, yếu rồi, các bạn xử đốt đi, mình làm hết cho rồi, nào, ăn quả liệu đi, nào, bắt đầu lên đây đi, rồi ơi, lạ gì bạn ơi, bạn đi công tôi, xin lỗi bạn đi không có cửa đâu, nào, à ngồi chích thuốc, này, chích với chúng tôi, kiện là dở rồi, nào, đâu rồi, người đâu rồi, thằng nữa đâu, ba thằng nữa đúng không, một thằng này, thằng nữa đâu. Thằng hai thằng nữa đâu? Nào, thằng này đâu mày lên đây. À mày chích à? Mày chích thuốc, ai cho mày chích thuốc hả? Con lợn này, vớ va vẫn dám chích thuốc vẫn. Dám chích thuốc mà đây, một thằng nữa rồi. Thằng cuối cùng đằng sau à? Mày đây, mày lo mặt mày. Mày nào, mày ra đây con lợn này. Ok. À, vẫn còn một thằng của ông kia tiêm. Ok nhá mọi người. Đấy mọi người thấy gì chưa? Đấy, đã bảo rồi mà. Bọn này tuổi gì? Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để đánh giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.